thì đường Nguyễn Văn Bình này cũng có một người, đó chính là người cha, đó chính là tên là Phaolô. Ở đây có bạn nào bên đạo Thiên Chúa không? Đó rồi, theo Tin Thánh đó, là Phaolô Nguyễn Văn Bình thì ông sinh năm 1910 và đặc biệt năm 1920 22 năm 1922 thì ông mới học ở tiểu chúng viện ở chỗ Sài Gòn. Sau đó năm 1932 thì mới qua bên nước ngoài để học. Sau đó về đây là năm 1960 thì ông mới làm, đó chính là làm bên tổng giám mục của Sài Gòn. Đó. Rồi tới năm 1980 tới năm 1989 á thì là có 3 khóa liên tiếp luôn. Đó chính là làm bên phó tổng giám mục của giáo hội Sài Gòn. Sau đó thì năm 1995 thì ông mới mất và đã được nhà nước của mình phong tặng, phong tặng danh hiệu. Đó thì sau đó thì mới đặt cái tên này để là tên để làm nguyên con đường này luôn. Đó, đặt tên con này và có công rất là nhiều trong cái việc mà để giúp đỡ tất cả những người dân mình đó là hướng về tổ quốc á.